Thị trường cây cảnh Tết năm nay ở huyện Phan Sang có rất nhiều điểm nhấn với những tác phẩm độc lạ khổng lồ hút mắt khách hàng. Trong số đó có loại giá trị hàng trăm triệu đồng. Từng có hơn 20 năm gắn bó với cây trà, anh Trử Văn Biên được mệnh danh là vua trà đất Phụng Công bởi anh trồng nhiều trà và có kỹ thuật tạo tác cây xếp hàng nhất nhì trong xã. Qua bàn tay của anh, những cây trà được tạo thế đẹp độc lạ năm nay. Những cây hoa trà truyền thống được anh ghép mắt hoa trà lên các thân cây sở cùng họ với hoa trà, có chiều cao từ 3 đến 7 mét để tạo nên những cây trà khủng, khoe sắc đón xuân, phục vụ nhu cầu khách hàng có khuôn viên trang trí rộng. Một cây trà trồng tự nhiên chỉ có giá bán từ 1 đến 5 triệu đồng, nhưng cây trà bonsai, trà thế tại vườn nhà anh Biên lên tới hàng trăm triệu đồng. Những cây sai như này thì chưa ai dám làm, bởi vì nó chi phí cũng lớn, thời gian mình chăm sóc nó và cấy ghép để cho thành một cây rất là lâu, khoảng 5 năm thì mới ra được một sản phẩm. Khi một số cây gia đình đã làm thành công rồi thì khách hàng là rất thích. Để chào đón năm Giáp Thìn, nhiều hộ dân làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa kỳ công sáng tạo kiểu dáng độc lạ bắt mắt cho các loại cây cảnh có múi truyền thống như từ cây quýt, những người làm vườn mạnh dạn uốn thành hình con rồng lạ mắt, tạo dáng thành hình lọ lục bình, trái tim, thỏi vàng, chiếc lọng với kích thước khổng lồ, trung bình cao từ 3,2 đến 3,5 mét, có giá dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một đôi, có ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc trong năm mới. Từ cây bưởi đơn thuần, nhiều nhà vườn đã mầy mò nghiên cứu thành những dáng cây độc đáo mang ý nghĩa biểu trưng với chủ đề khác nhau như dấu ấn thời gian, vươn mình bay xa, niềm tin và hy vọng để tạo điểm nhấn cho các tác phẩm cây cảnh. Cây bưởi phải có chiều cao trung bình từ 5 mét trở lên. Chậu trồng bưởi cũng được thiết kế độc đáo thành hình thuyền rồng, xe ô tô, đồng hồ. Thực ra là cũng chưa gặp bao giờ. Lần đầu tiên mình thấy là ấn tượng. Tôi thấy là cái lạ nhất là ở đây là thứ nhất là to, thứ hai là đẹp. Mình cảm thấy là người thợ làm rất kỳ công. Không phải ai cũng làm được đâu, là chỉ thấy ở đây mới có thôi. Khách hàng là bây giờ cũng là tìm thấy những cái độc lạ mà trên thị trường chưa có thì người ta sẽ thích thú hơn. Sang năm là năm rồng thì là nhà vườn cũng có tạo ra được một đôi, tạo ra 10 cái thỏi vàng. Nhà vườn đã bán, người ta đã chuyển đi rồi. Bây giờ chỉ còn lộc bình thì như nhà vườn của mình thì cũng đã bán hết, nhưng đây chỉ chờ là ngày nào là khách mang đi thôi. Bên cạnh những cây cảnh có múi, một số nhà vườn của huyện Văn Giang trồng cây đu đủ bonsai, trồng miếc cảnh trong chậu, thu hút nhiều khách hàng. Với bàn tay tài hoa, trí tưởng tượng phong phú, các nghệ nhân luôn cố gắng đa dạng các sản phẩm để mang đến nét độc lạ cho người thưởng lãm và cũng là thú vui dịp Tết. Đây không chỉ là cách quảng bá hiệu quả mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp các làng nghề hoa cây cảnh của huyện phát triển bền vững.